Nam Moon Hee, bà nội mang thương hiệu gia đình là số 1, hào quang đến muộn, già cả vẫn đua TikTok. Nam Moon Hee, tên khai sinh là Na Kyung Cha, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1941, là một nữ diễn viên Hàn Quốc. Sự nghiệp diễn xuất trong các phim điện ảnh và truyền hình của bà bắt đầu từ năm 1961 và đã trải dài hơn 5 thập kỷ. Bà gắn với hình tượng trên phim là một kiểu mẫu người mẹ Hàn Quốc cổ điển cùng với các bộ phim truyền hình. Sự nghiệp của diễn viên tài năng Nam Moon Hee. Nam Moon Hee bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1961. Mặc dù đã đi đóng phim từ năm 20 tuổi, nhưng mãi cho đến gần 80 tuổi, bà mới bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Hoạt động nghệ thuật ở một quốc gia cực kỳ coi trọng nhan sắc của người phụ nữ. Nhưng thời trẻ, bà lại không may mắn khi không có được nhan sắc. Mặc dù không có ngoại hình, nên phải luôn cố gắng và không ngừng trau dồi khả năng diễn xuất của mình. Sau này, bà dần tìm được chỗ đứng trong giới giải trí Hàn và phá tan định kiến trên. Và bà cũng đã minh chứng cho việc nhan sắc không phải là điều tiên quyết làm nên thành công. Trong những năm đầu đóng phim, bà đã tham gia rất nhiều phim truyền hình lớn nhỏ nhưng lại không có cơ hội làm nữ chính. Mặc dù vậy, nhưng bà vẫn cứ lạc quan mà bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Đến năm 1996 thì tài năng diễn xuất của bà mới thực sự bộc lộ với vai diễn trong phim Cuộc chia ly đẹp nhất thế gian. Từ đó trở đi, Nam Moon Hee vẫn tham gia góp mặt trong một số bộ phim nhưng không nhiều. Nam Moon Hee tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Phải đến năm 2005, khi bà đã 64 tuổi thì bà mới trở thành tiêu điểm được nhiều người quan tâm khi góp mặt trong bộ phim Cuộc so găng cuối cùng. Đến năm 2007 thì bà chính thức được biết đến là người bà quốc dân bá đạo nhờ vào vai diễn vô cùng đáng yêu trong bộ phim Gia đình là số 1. Những năm sau đó, bà trở thành một cái tên quen thuộc đối với mọi người ở xứ sở kim chi và phủ sóng trên truyền hình lẫn màn ảnh rộng. Mặc dù tuổi đã lớn nhưng bà vẫn cố gắng cống hiến hết sức mình cho nền điện ảnh nước nhà. Năm 2012, bà còn được trao tặng giải thưởng thành tựu trọn đời của MBC năm 2010 và huân chương văn hóa cấp 3 năm 2012. Nam Moon Hee nhận về cho mình hàng loạt giải thưởng danh giá với vai trò diễn viên. Điều này cho thấy được tài năng cũng như sự tận tâm với nghề của bà. U80 vẫn đóng phim hành động. Oh My Grand, từ Việt, Bà Tôi Là Công Chúa là một bộ phim nổi tiếng khi liên tiếp chuỗi thành tích ấn tượng. Dù không được quảng bá rầm rộ hay có mức kinh phí đầu tư khủng, nhưng tác phẩm đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh thu hệ thống rạp chiếu xứ Kim Chi với 134.928 vé được tiêu thụ. Con số này thực sự ấn tượng khi hiện tại Hàn Quốc đang đối mặt với đợt tái bùng phát dịch mạnh mẽ, khiến công chúng e ngại khi đến những nơi công cộng. Lý giải cho sự thành công ngoài mong đợi của Oh My Grand, các nhà chuyên môn và đông đảo khán giả đánh giá là xuất phát từ thông điệp tích cực về gia đình, tạo được những mảng miếng hài hước thú vị và đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của nữ diễn viên gạo cội Nam Moon Hee. Trong phim, người bà quốc dân Nam Moon Hee vào vai Oh Moon Hui, một phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh Alzheimer, sống cùng con trai Doo Won, Lee Hee Chun thủ vai và cháu gái Bo Mi, Lee Jin Chu. Ảnh hưởng từ căn bệnh khiến bà Oh hay quên lẫn lộn ký ức giữa quá khứ và hiện tại, khiến ngày nên khá nhiều căng thẳng cho gia đình. Một hôm, trên đường bà đưa Bo Mi đi dạo, vô tình gặp phải tai nạn khiến cháu gái rơi vào trạng thái hôn mê. Dù là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ việc, nhưng do mắc bệnh Alzheimer nên cảnh sát thiếu tin tưởng về lời khai của bà, không quan tâm truy bắt tội phạm. Do đó, với những bằng chứng ít ỏi thu thập được từ hiện trường tai nạn, bà Oh cùng con trai quyết tâm truy tìm sự thật đến cùng. Với hơn 59 năm hoạt động trong nghề, khán giả hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội, nhưng vẫn không giấu được ngỡ ngàng khi bà tự mình thực hiện những cảnh quay rượt đuổi nguy hiểm dù đã bước sang tuổi 79. Cụ thể, người bà quốc dân không ngại trèo lên cây cao, lái máy kéo, đu dây. Chom Sejo, đạo diễn Oh My Grand cho biết, trong buổi phỏng vấn trên Star News, tôi đã nói với cô Moon Hee có thể thực hiện cảnh rượt đuổi với máy kéo ở phim trường, rồi sử dụng đồ họa máy tính và kỹ xảo ghép vào, nhưng nữ tiền bối một mực, tôi có bằng lái xe, tôi thực sự phải tự mình thực hiện để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Trước khi bộ phim bấm máy, bà Nam Moon Hee đã phải tập lái máy kéo trong suốt một tháng nhằm mang đến phần trình diễn tốt nhất trong phân cảnh mạo hiểm lúc phương tiện bị lật ngã khi bà truy bắt tội phạm. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng mình sẽ có thể mỉm cười và cảm nhận được cảm xúc khi xem Oh My Grand, bà Nam Moon Hee chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim. Tuy nhiên, với tuổi tác khá cao và để đảm bảo an toàn cho nữ diễn viên gạo cội, đội ngũ sản xuất đã cử chuyên gia hướng dẫn kỹ năng cẩn thận cho bà, giảm thiểu xuống mức thấp nhất các tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Trước đó, bà đã luyện tập cùng giám đốc sản xuất phim tại cánh đồng Chum Chom Do. Sự mạo hiểm và táo bạo của bà Nam Moon Hee cùng đoàn phim đã mang đến hiệu quả tối ưu, khiến khán giả không khỏi hò reo và cười sảng khoái trong suốt 109 phút của phim. Ngoài sự dẻo dai trong những phân cảnh hành động cùng Lee Hee Chun, nữ diễn viên còn cuốn hút người xem nhờ giọng nói truyền cảm và sự tinh tế trong từng chi tiết. Từ cách bà chọn trang phục thường ngày, áo khoác ngoài và giày dép đúng chuẩn một bà lão nông dân bị sa sút trí tuệ. Dấn thần TikTok, dân mạng phát sốt với video hài hước. Cách đây không lâu, người hâm mộ xứ Hàn không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh diễn viên gạo cội Nam Moon Hee trên mạng xã hội TikTok. Đặc biệt, những sản phẩm của bà nhận được vô số lượt tương tác từ khán giả.
Được biết, Nam Minh Hy đã hợp tác với Studio Unico để ra mắt với tư cách là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội TikTok. Ngay sau khi mở tài khoản TikTok, Nam Minh Hy đã nhanh chóng thu hút được 60.000 người theo dõi và thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. On K-pop đưa tin, nhiều khán giả xem video đã bày tỏ sự bất ngờ và để lại bình luận: "Đây là bà Nam Minh Hy sao? Có đúng là Minh Hy không?" Họ hầu như đều bất ngờ trước ý tưởng sử dụng TikTok của nữ diễn viên.